Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Huyện ủy Tam Đảo tổ chức hội nghị lần thứ 25 nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và một số nội dung quan trọng khác. Trong 6 tháng đầu năm 2020, huyện Tam Đảo đã thực hiện được mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 818 tỷ đồng. Các công trình dự án tiếp tục được chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đặc biệt là các công trình dân sinh và các công trình phục vụ đại hội đảng. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quản lý đô thị, quy hoạch, giải phóng mặt bằng được tăng cường, an sinh xã hội được đảm bảo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, đặc biệt là làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Công tác xây dựng đảng tiếp tục được chú trọng, lãnh đạo thực hiện tốt chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tam Đảo xác định cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch đề ra, rà soát tổ chức bộ máy, đề án vị trí việc làm, xây dựng các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2020-2025, cũng như trong năm 2021. Tích cực chuẩn bị chú đáo mọi điều kiện cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Tam Đảo lần thứ 4, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 7 năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, qua quá trình gần 20 năm công tác, cô giáo Triệu Thị Hằng, Chủ tịch Công đoàn Trường Trung học Phổ thông Vĩnh Yên, thành phố Vĩnh Yên đã cùng với tập thể giáo viên trong trường thực hiện nhiều mô hình giảng dạy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, đưa nhà trường trở thành điểm sáng trong các phong trào thi đua. Niềm vui và đam mê của cô giáo Hằng là mỗi ngày được đứng lớp, truyền đạt cho học sinh những kiến thức bổ ích bằng cái tâm của một nhà giáo. Cũng từ tình yêu với nghề, cô có cơ hội bén duyên với công tác công đoàn và đưa hoạt động này ngày càng phát triển mạnh tại cơ sở. Trên mỗi cương vị công tác, từ công tác đảng, công tác công đoàn và công tác chuyên môn, thì khi thực hiện công việc, tôi đều đặt cái sự tâm và cái lợi ích của tập thể lên hàng đầu. Và cái điều cuối cùng nhưng cũng rất là quan trọng, đó là bản thân tôi được sống và làm việc trong một cái đơn vị có truyền thống về đoàn kết, thân ái, chúng tôi giúp nhau cùng phát triển. Cái điều đó giúp cho mỗi cái thành viên trong hội đồng sư phạm nhà trường đều muốn tự nguyện cống hiến, xây dựng nhà trường ngày một vững mạnh và hướng tới xây dựng một ngôi trường hạnh phúc trong tương lai. Với vai trò là phó bí thư chi bộ, cô giáo Triệu Thị Hằng luôn xác định được chức trách nhiệm vụ của mình trong chi bộ. Cô luôn cố gắng học tập kinh nghiệm từ các cấp lãnh đạo, bạn bè đồng nghiệp trong cơ quan và đúc rút các kinh nghiệm từ thực tiễn công tác của bản thân để có những ý kiến đề xuất đúng đắn và kịp thời cho ban giám hiệu về hoạt động xây dựng đội ngũ, công tác phát triển đảng viên mới, góp phần xây dựng chi bộ, chính quyền và các đoàn thể trong sạch vững mạnh. Bên cạnh đó, hàng năm, cô đều cùng ban chấp hành công đoàn cơ sở tham mưu phối hợp với ban giám hiệu nhà trường, xây dựng kế hoạch cụ thể từng chuyên đề hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua, không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường. Đồng chí Triệu Thị Hằng là một công chủ tịch công đoàn. Thì trong quá trình hoạt động thì đồng chí Triệu Thị Hằng luôn luôn có cái mối quan hệ gần gũi thân thiết với đồng nghiệp và luôn luôn quan tâm động viên cũng như là tìm hiểu những hoàn cảnh của từng các công đoàn viên, là người gần gũi với cán bộ giáo viên và có những cái điều chỉnh kịp thời để tạo điều kiện tốt nhất cho các công đoàn viên của mình được hoạt động chuyên môn, được giảng dạy, an tâm công tác. Cô giáo Triệu Thị Hằng chia sẻ, trong mỗi việc làm, bản thân cô luôn lấy tấm gương của Bác Hồ để soi đường chỉ lối. Do vậy, dù ở bất kỳ địa vị công tác nào, cô đều quyết tâm không ngừng học tập, rèn luyện về mọi mặt, tích cực tìm tòi, có nhiều sáng kiến đóng góp về chuyên môn, cùng đơn vị thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ đề ra. Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 17 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đại hội Đảng bộ các cấp tiến hành trong bối cảnh đất nước đã qua 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 70 năm thành lập tỉnh Vĩnh Phúc với những thành tích rất tự hào. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, quyết định phương hướng mục tiêu nhiệm vụ 5 năm 2020-2025, bầu ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, sau những giờ làm việc mệt mỏi, căng thẳng, bữa cơm gia đình chính là niềm vui, niềm hạnh phúc, nơi cả gia đình gần nhau hơn, chia sẻ và bày tỏ yêu thương. Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm nay với chủ đề Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa, ứng xử tốt đẹp trong gia đình Việt Nam, chúng ta đến với phóng sự sau đây. Mặc dù cả hai vợ chồng đều tất bật với hoạt động kinh doanh, nhưng hàng ngày chị Vũ Thị Hường vẫn dành thời gian cho công việc gia đình. Với chị, bữa cơm gia đình có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là nơi giúp mọi người chia sẻ sau những giờ làm việc mệt mỏi. Với tôi thì bữa cơm gia đình thì rất là quan trọng đối với một gia đình hạnh phúc. Vì trong bữa cơm gia đình là được kết nối giữa tất cả các thành viên trong gia đình. Sau một ngày đi làm về mệt mỏi, chúng ta có thể ngồi quây quần bên mâm cơm, ngồi cùng trò chuyện, tâm sự, chia sẻ những cái vấn đề cũng như là những khó khăn trong cuộc sống. Vì vậy, dù có bận công việc nào chăng nữa thì tôi vẫn phải tranh thủ thu xếp thời gian để về nấu những bữa cơm ngon. Bữa cơm gia đình không chỉ cung cấp dinh dưỡng để bồi bổ sức khỏe cho các thành viên trong gia đình, mà còn thể hiện sự cẩn thận tỉ mỉ trong công việc nội trợ của người vợ và các thành viên trong gia đình. Điều đó đã giúp cho mọi người cảm nhận được sự yêu thương, qua đó đồng cảm và chia sẻ hơn với công việc bận rộn và đầy trách nhiệm mà người phụ nữ của gia đình đang làm mỗi ngày. Đối với tôi, không có gì quan trọng hơn là bữa cơm gia đình. Bữa cơm gia đình nó vừa thể hiện sự đoàn kết và vừa thể hiện sự hạnh phúc, thể hiện một nét đẹp văn hóa. Điều đầu tiên quyết định gia đình trẻ hiện nay có hạnh phúc hay không là do hai vợ chồng đều nhận thức được tầm quan trọng của bữa cơm và quan trọng được sự gắn kết và đoàn kết giữa hai vợ chồng dành nhau và dành cho con. Dù xã hội phát triển tới đâu đi chăng nữa thì những giá trị truyền thống tốt đẹp vẫn luôn tồn tại, trong đó bữa cơm gia đình chiếm một vị trí quan trọng. Chính những phút giây gặp nhau trong bữa cơm là hạnh phúc keo sơn của các thành viên, gợi mở cho những suy nghĩ và hành động cho ngày mai, cho tương lai của từng thành viên trong gia đình. Trong cái xã hội phát triển ngày nay thì gọi chung là thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thì cái vấn đề phát triển kinh tế cũng mang cho các gia đình có nhiều thuận lợi. Nhưng bên cạnh những cái thuận lợi và cơ hội đó thì cũng có cái nhiều vấn đề chúng ta cần phải quan tâm. Thứ hết là phải cần quan tâm đến vấn đề gia đình để làm sao củng cố một cái gia đình ngày càng phát triển và giữ gìn được cái nét truyền thống văn hóa của người Việt. Và đặc biệt là các thành viên trong gia đình chúng ta phải cần quan tâm và chia sẻ đến nhau. Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò của gia đình. Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn. Hạt nhân của xã hội là gia đình. Thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch tổ chức phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền về lợi ích và tác dụng của môn bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước và công tác phòng chống tai nạn đuối nước, góp phần từng bước giảm thiểu tai nạn đuối nước trong cộng đồng dân cư và đặc biệt là trẻ em. Ủy ban nhân dân thị trấn cũng vận động toàn dân tích cực luyện tập môn bơi, nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng chống bệnh tật. Thưa quý vị và các bạn, để không xảy ra tai nạn thương tích cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn tỉnh triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh. Đối với giáo dục độ tuổi mầm non, việc chăm sóc, đảm bảo an toàn được các nhà trường đặc biệt lưu tâm, từ học tập trong lớp, sử dụng góc vui chơi, vật dụng cá nhân, giờ ăn, giấc ngủ, đến những hoạt động ngoài giờ tại sân trường. Các điều kiện theo quy định về xây dựng trường học an toàn, tập huấn phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em được triển khai đến từng giáo viên và có giải pháp xử lý khi có tình huống xảy ra. Theo quy định của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục thì nhà trường đã thành lập cái hội đồng và hàng tháng có kế hoạch để rà soát các cái đồ dùng đồ chơi, các điều kiện cơ sở vật chất trong các nhóm lớp. Khi mà đã rà soát thì nhà trường sẽ có kế hoạch tu sửa kịp thời để đảm bảo cái an toàn cho trẻ. Đối với bậc học trung học cơ sở và trung học phổ thông, nhu cầu vui chơi và các hoạt động ngoài trời thường xuyên diễn ra. Vào mùa mưa bão, các nhà trường chủ động rà soát, cắt tỉa cây xanh, gia cố các cây trong khuôn viên, phòng ngừa tai nạn thương tích cho học sinh, tuyên truyền hướng dẫn các em kỹ năng bảo vệ bản thân. Mà hàng năm thì cứ đến dịp khai giảng năm học mới thì nhà trường cũng tổ chức để cắt
tỉa cành của những cái cây to, còn những cái cây mà bóng, những cái cây như là cây cảnh thì nhà trường lại tạo cái cây cảnh, tạo cái dáng cho những cái cây đó. Thế còn riêng cây to thì nhà trường có cái biện pháp là cắt tỉa cành hàng năm, là đều phải làm hết chứ không phải chờ đến ngày, đến cái thời điểm mưa bão nhà trường mới làm. Đối với lứa tuổi học trò, các em thường có những việc làm hiếu động, nguy cơ dẫn đến tai nạn thương tích cho học sinh là rất cao. Vì vậy, việc chủ động phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh là rất cần thiết để các cơ sở giáo dục thực sự là trường học thân thiện, học sinh tích cực.